Thủy Tiên xin chào ông bà, cô chú, anh chị. Đây là cây mận mận hồng MXT của Sóc Trăng nha cô chú, anh chị. Mận nó bắt đầu nó ra bông nè cô chú, anh chị. Bây giờ thì cây nó đã ra bông, khi nào mà nó có trái thì Thủy Tiên sẽ quay trái cho cô chú anh chị xem. Bây giờ có bông thì Thủy Tiên quay bông trước cho cô chú anh chị mình xem. Ở trong thân của nó là mận này, bông của nó rất là sai luôn cô chú anh chị. Một cái nhánh như vậy là nó có rất là nhiều bông. Giống mận MXT này trái nó lớn lắm nha cô chú anh chị. Trái là khoảng tầm 4 trái là 1 tí. Mấy nhánh này là nó ra bông, nó nở rồi bắt đầu là nó nuôi trái vậy nè cô chú anh chị. Ra bông mỗi nhánh luôn á cô chú anh chị. Thôi nha cô chú anh chị, mới có hơn 1 năm tuổi thôi mà trái thì nó rất là nhiều luôn. Bây giờ ra bông thì nhìn thấy gì chứ tới mà nó mang trái á, là nuôi trái là nhìn trái nó nhiều lắm cô chú anh chị. Như mấy cái nhánh nhỏ thì nó ra bông như vậy chứ nữa, mình khi mà nó đậu trái thì mình phải hái bỏ bớt á. Tại trái của nó lớn á, trái nhiều quá là nó sẽ bị gãy nhánh. Cô chú anh chị mình trồng giống mận MXT của Sóc Trăng á, thì giống mận hồng nha cô chú anh chị, thì alo qua số điện thoại nha cô chú anh chị. Bên Thủy Tiên thì có chiếc nhánh bán tại vườn luôn. Thủy Tiên xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video sau nha.